Nhôm thật đăng tha mê kỳ lạ đại về trình máu á. Thôi bắt ta bỏ ăn này dây bị chia chỉ kỳ cạp vậy. Có phần tay mê có buôn kỳ lạ đò sầm khăn bẩm phật đại trăm bách nè khai chia đây bộ câu thổ lẹ bằng một cái đằng ấy. Cứ sạc cái gì tịch thệ tha anh nè lư anh nè khơi nằng bờ lê hà năng bên trên tế tùm lưu hoạt trên nhỉ. Ở đây bộ câu thế sao ta sạc cái tiếng đâu miền mồ hạ phần mồ hạ lốt mình chỉ mồ hạ lực hết chân đôi một thôi chỗ này nâng à tại bởi tất thể completely eradicated tất thể mấy cha tất thể đó tê na cả đôi bởi bằng cao đó là sạc cái thể đại vô thả anh nẹ khơi anh nẹ lư anh nẹ thả anh nẹ nê anh nẹ nô nâng tất thể nâng xa ra lệ mình thật lệ nó rộ tê vô nhưng mình thật lệ nó rộ mình đạch ca mà bọt ấy tê tại chi tất thể mùi bèng dân mình ơi khơi chỉ bà sạch chạy thỏa bèn mà mình ham đầm nào từ càn thàn sủ mình ham đầm nào từ càn prô mà lốt có phần tay ham mình nói khơi sẽ trả thua cứ à, anh nâng anh nhá anh nhá anh nhá bận đất á nâng ai bận đất nâng nâng tàu anh nhá anh nhá anh nhá cái này đây hay đầm bay bầm bay ở nắng về tôi là dân sắc xa lẹ cả nạ môi môi riêng chạy riêng chạy bầm mình vô bò mà đã thua cùng cùng riêng của bạn đấy có vấn đề riêng ở xa chạy cái xa sợ lô mê rôm chạy nhé chạy không riêng cái giống là xa vì cha nè xa chạy anh khoản ba năng anh là tên nè ôi đùa phụ mê bê khá bà ông tư bà dô mà nụ đây cùng phong chọp nâng bà ông ọt bà dô bò mà đấy phụ vị trâu bê chẳng bà ông dự được mà lực chẳng tha vô bà nhát hay bà nhát đức bề lệ côn sẽ đặt đinh tam niên ở sray pesha để vô bồng vạch trọp ruột nó này này nó bề lệ su bỏ ăn thật tao bỏ ăn men khơi sray mà nè vô bồng vạch trọp ruột màu tam đang ấy bỏ ăn ắt chay nâng sầm nuôi nâng tế bỏ ăn thà mà nè đi cho cơm mà từng lái ta nè từng lái cua tay chấm nai bề tam ruột sray nó rứa có cua ruột luôn này mình mà nó dân bị nát đại bạc luôn ấy mà này ai linh lên một đạo sầm nuôi chân vẫn ngon mà bây chân đang cười máu từ thà cuột dây bạc lớn nè từng lành cười ở sưu đọ từng hào ở sưu hay mơ tăng vì lơ đọ cầu ta luôn ấy như là bọn nè từng lành nâng nâu tần à vọng rộp sọ rôm cái chó bay nâng ấy dết mình tự say suốt sẻ tự cầm ăn khăn chiêm mà hà cha thà mấy bọn ai mơ mà đó mùi tăng về lơ đó cầm đó còn mơ thật chung mà chỉ vượt anh nhất miền Nam và riêng anh ơi rồi luôn anh sao anh lúc đầu mà rồi rồi khơi mấy anh lúc nhìn nhau công tha tập phục bút tha mới rồi luôn anh mà lâu rồi mà rồi luôn anh mà rồi mà vô đây thua một phút giấy ca nốt văn dương dương một đạo lớn vô là xã rô mà cùng tha ta tam phỏng hay dương kết tha ôi bàn nhà dương ực kri dương mùi năng tha ơ chăng mến à dương chừng ôl nẹ đặt tay chom ta bị dương ai á ná à lớn mà chừng ôl nhóm nít bị dương ai chừng ôl chom xã cho ôl đòn mà bà thằng ngà lờ ọt miên chom nà nà mùi thế chừng ôl dân à su mê dân vô phi chừng ngái chom cho nội nít nhôm nít nhôm nít nít ăn sao ta son là mọt chị à su vô thông cho nghe vân ta ca na tụ đo chết men tên cho lên cho mà nè đôi chị đường cái chạp tầm rầy chạp chom chừng xì nó chạp chom tự chịu xì nó ta đó là men ôi ta phẩm bài anh thích rồ rồ lại anh đang nơi tình này rồ ắt khơi hay số thằng mấy mà rồ ắt khơi bị pro anh đang bị ắt miên sẹp mên miên nè nè mên anh nâng miên nè tâm bất tu anh nâng về ọt miên sạp tại miên tại ca bỏ căn thả anh đã hạ thật tất thể nè wrong view nè dì sư chân cột bà thả I is just the idea còn ta chỉ cùng nít đấy cái đấy I is just the idea
It's just the idea of I, but in the reality, no I. But it's just the idea of I. Nhé. Chẳng việc con đã cầm nứt thà cất thà miên anh nhỉ? Tay anh miên tay nó vừa ăn miên này. Miên thà thiệt mui 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 đại cát. Cát là. Đang à. Alo chẳng thưa cầm hơi nana nè tự tu cầm. Alo cái đạm mà tự bong phẳng. Chạy đại chứ. Bỏ ra mắt việc đặt sẹp. Tại ca và can bao dương chạy ở đặt. Phẳng trâu rừng nít cái thiệt đây nâng đây việc bạc nè. Khánh thiệt về cả làng ấy. Hãy vinh nhiên đại việt đăng thật chứ nó có việc cả làng prom khá nổ. Tua ca dạ vinh nhiên đại tựa tua mà phàng chứ nó chứ vị bạc. Khánh nhé. Miên tay vị bạc tới để cả làng tay nẹ tựa tu vị bạc ọt miên. Nó tần năng. Vẫn đây dân và can thạc anh nẹ tựa tu à năng. Tu anh nè nè. Ừ. Alo, mà lực tích nhận nhóm căn này vô là nó phải để cái chê dưỡng cái chê chung một dưỡng mình chăng hả bà cái chê chung một dưỡng tới nhận nhóm mình ruộng thật cái chê dưỡng đó mình nè nè à cái chê chung một dưỡng hay cái chê tha a à, trong rầy bởi nâu ta mà nét chê cho ôl dưỡng anh đang ngay mình nè mình cho lõm mình nè nè vì ô tô mà tích tự tùa vô mòn a à, trong rầy à, thọc tiệp à ấy giống nè, thay vì mình bật cái đó nó cái thay kế chê giờ bà kim chê mọi lứa nhầm khăn này giống có kết ban tha mau bị lư cái chê nó bạn cần giống khăn hơi thêm từng vô cho lõm tha à tua lư nó ngay khăn tua lư ắt chạy khăn tua lư chạy khăn ấy cùng tha tam bộ phút á tha tam vô lắm mà chẳng ấy cứ tam vô luôn dương phải phía xa dương mong chụp phao chạc khổ vinh nhân sổ tạ vinh nhân ấy à lâu dương phải phía xa khám ai mà đòn lâu chê phía xa khám ai ná vô lấy chê hãy kì chê máu xùm đào dương nâng ạ hãy dương có lư nâng à lư kì chê chú bán nà lư kì chê chú bán nà chê thạc nhóm nâng ai chồng rầy vậy nế à chồng này mau bị về chê khi nhom nắng ấy bằng nhom khẳng hết phần là cứ dân ôi hết tận nẹt chê mua vậy dân đại khơi hết khẳng khăn ông này mẹ đấy mình đại khơi hết khẳng khăn ông tê cứ dân khơi ta hết thả mau bị về chê khi nhom ọt miên hết chúng ta dân ta ê về chê trâu miên ấy về chê ọt thầu tiên á miên rước về chê ta tê mà chê anh chắc mình khẳng thả à chê tàu rương à chê khô rương ấy cả đôi nâng là phân xua tha ta à ca lư bao dân nè chê tu chê khẳng ọt rư có à tu đài kê chê nâng bịa đài kê chê nâng bứt chê thom mà chê đạch khát tàu tàu dân khẳng ọt có mến đài nâng này thịt bứt nâng vì cà rôi ca cắt cả đây bao chật dân tê thật cú khẳng rư ọt nổ vì cắt cái đây đây tay vì cắt cái đây đòi mình trai à cọ tao có buộc lùi tao vì pro ấy môn nâng chiều văn là chất cát lang à chất khăng chất sả lang cát lang vì miên chất mũi để hạt chất cắt cái đây hạt thở vuốt thạ và nạ chất anh đang riêng bò làm mát bàn đằng vuốt thạ và nạ chất nâng cứ chất để cắt cái đây sầm rách ở cao chưa có sò rồi có à có sò vấn đề phía chán dương păng tâm mình trai à cọ nâng cắt ở dương khăng hột cắt ở dương cắt sọp cắt sờ lạnh là hột đôi mình đai pưng sờ tệ vô mà cắt để mày nè hai ở căn để chị ba tha tu kê chê nắng bịa sầm đây kê chê nắng mình men chi bạch chay dạng bứt bọc cọt này ca khăn cào tệ đôi chúng ta lực bực mình chẳng lâu kê chê phê xà rạp ở dương ở chê phê xà rạp ấy đi ở đu đi ở đu cái nhâm nhâm đã dướng phải kia thả dướng anh dướng ăn vô lên chú tàng chu tí đấy cho lâu cái chê ta lâu nâng vẫn cần dướng sao ăn man ta cái na vi ăn toàn chlon cắt này cà vi này chay nó không chặt nâng tế khăn sờ lạnh ăn cà tế chẳng đây chứ này cả là rứa có cần lư nơi bằng cà tôi chỉ chặt khăn chặt sọp chặt cà tục rứa ăn nâng với mẹ nó càng cao ấy, nó càng cao nông này.
nấu khăn khăn đi chẳng hai ban trong coi bùng phớt vợ ông thá đầm bấy ban chóp ban nhà hà tường phuống cứ cá sầm ạt chật mền sầm ạt kì đấy mền 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 đa đa sầm ạt kì hay sạt chật luôn này đây nổ no. Sầm ạt chật chật sạt cái cô lên lọ bạn nên nay tôi cô chật vào bột lọ hay xua vào ông ăn miếng cái cổ cô chờ nè giờ tháng thôi cam hay mấy cô ăn miếng nè tôi tua cam cái chập đã cục nó mạch ừ, mà phải cả sơn nô tiến đấy chập ở nhà đã cục nè mình chập ở nòng dương bên nó chọp nè nòng anh nè nghe chọp nè nòng anh vẫn xua thay nó bây cái vây nọ vây chọp ấy kì rụp nâng à vay chọp đầy miên chọp chật nè mền đấy có bao tay khả năng để pê chư để xa khó nó sẽ cái cài dạ vĩnh nhìn cài dạ vĩnh nhiên là mền chào đi tua đầy chất thơ ao chỉ cháo nó mền cài dạ vĩnh nhiên đang thế cứ lô phe chất rư co tô xã chật khi khóc nè miền đại chấp ban cháo đi tua cháo cứ che tần nà lúi à che tần nào lui nó cứ chỉ lô phe mua là chết bỏ lui trong bên trong bán hay bỏ lui bằng plan cái tô sạ mua là chết hai việc cao thấy chìm rung đai ơi tôi lui hai về lột bà này phần một cô lớn cái chặt chia sành nhà thả chọp tô hả đó về chạp chóp ăn men chạp à tô sạ năng sọ ăn men chạp năng à chạp à phò bao về ta à tu cầm đây bật bật năng men ban chạp nè ăn men ban chạp thế tôi chạp chấp à Paul bảo vệ nữa chấp cướp bạc đầy tới là nâng mình bị bạc cả lan cái nhé chấp nâng chấp bị bạc cái nhé chấp bị bạc à cái này tua cam nó lột bạc này nhưng mà xa Pichana cái này nâng riêng bảo mặt khắc là hay xa Pichana dễ dữ á về màu đôi chân trên về ông lấy họ ngay chăng hay chất nâng fresh hot prăng hot prăng tê tại bây giờ mình nghe như vậy về thầu tập răng về thầu tập bọc bản dân tệ tí hay là chùm râu nâu chữ hay về mình nghe khinh tức nâng về trên màu thì nè chân bàn lỗ hay cả cồng chân tới mà mình màu ấy còn xa chụp khnề tới phía xa khnề tới chà lấy chầm à hả nâng hay ngày lâu nên dây tam này ban đó và thà thuộc lề tổ mộng rồi tới online thì tới dây kia bà này bà mình phơn chân thế nhôm mình ai vô mê mà đã chỉ part of our life bà này nên thông mẹ cứ ca rồi lực thô nâng tôi tao chỉ phân này mua này chỉ vượt bỏ dường hay nộp bê nâng dương lên mình bị nào bằng khó mây hồi ngay đạp lộc tê xin đôi bằng khó mây thơ bốn chân trâu để thua lò trâu để phơn chân ta tê ở ta kì dùl kê đôi mạch bọc khom tê mà nô hôn á đây chê mình sẽ lành rồi bỏ lỡ mẹ nế nâng à ừ, vậy thà ta ai nha thầm á ta xoan thầm đi vậy ta ai nha វាបច្ច័យ មិនមែន អត់ បច្ច័យ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ បច្ច័យ គៀក បំផុត មិន អា ក្រៅ ទេ ប្រភព ហ្នឹង ហើយ ប្រភព ពី ព្រោះ អី ទោសៈ វា កើត ឡើង ដោយ សារ អី ដោយ សារ អនិច្ចធម៌ រមណៈ សមាយោគោ ហ្នឹង បច្ច័យ ខាង ក្រៅ ឃើញ ទេ មិន អត់ មាន បច្ច័យ ទេ ប៉ុន្តែ ដូច អ្នក លើក ពី រឿង ប្រក ផ្ទះ នេះ bà sân chỉ ở miền bản nhà thế dương đừng ruộng nấu đôi xoa pre chẳng rồi pe pleang mau tự là hột số thà bà mình pleang tự tức ấy ở thế vì chỉ hai mũi đai à pleang nâng vấn đề bà mình nuôi miền bản nhà chẹp thôi tiền nấu pleang tự tức đi đấy khởi bản nhà thông nấu lời dường ấy nâng này bản nhà thông là lời dường này nâng này nâng này we had some men than nẹt chế nó ăn chi bả chay soi này
bơ ở miền cam pi về đi ấy đứa con này đặt tay ở miền sao chết ấy có cái ở chơi dương này vì miền bắc trái bao vía phần tại thôn bom phật này càng khăn càng khăn hay có chia cần lãnh đã bằng chọc bài nhà này đôi tham gia dây thu họ ngay tham mình ai tự ao nè cái sao sao tham tầm ở bàn tê cứ bị chăm bách thầu tầm miền nè to miền nè mình chịu chết vì chỉ đứng thầm ở đà chẳng tại sao đây sọc bát mà mình ai tu sông vì mọi nẻ là tây mà này sực đây sọc bát đó đôi dương mình ai tu sông bon có mọi phiền thề chẳng tại dương ai phơ mình ai phiền tật tật chẳng mà kia tha nó ngồi bằng sầm đánh vì đồ na tha dạ tha à kia rắn sợi tròn nặng à vệ tập bốn bằng tha dạ tha à kia rắn tụ tròn nắng vượt thấy sầm tệ vượt chật tệ tia đại bộ câu pro mình là o phiền về lịch chẳng á anh đối chất đại bộ câu bàn ọp rôm là o bàn tuôn miên là o bàn chim ran là o vì tai thì chạm đót đời xa rương đại một bạc chẳng à rương một bạc đôi bịa xong đây cái đôi đôi say cái đôi nước đôi chụp liền năng chẳng tai về chết tầm mút về chết tầm chư về chết tầm ấy nước đời xa thà về ọt pro sĩ cái lái tro cà phê cái lái pro chất năng ai đâu mà kia tha tiết mà cần nát tiết bằng tha tha dạ tha ạ à, kia răng sốt tròn năng vụt thấy nẹ xa mà tệ về chế tệ chùm nay chất đai bộ côl chùm nay tế đai bộ côl bọ bàn xa lọ hái phliêng mình lịch sọc sọc tục nông tế năng tệ dạng nà mình chất đai bộ côl bàn tuôn miên hái ọp rung lọ hái bằng riêng ở thân đặc hơi có rồi mình chạy đau đốt chịp tế đai bọ bàn lọ đốt cho nó đài chân cả lãnh bạch cho bà nhà này nè nó không chết sí hay nghe ai tiệt nè cái nào trong tu sửa tham chạy khẩu vị nhiên thì nhẹ khơi rụp tề tái chia tua chụp bón tới đại tại đại cái nơi tu sạ chặt chẳng ta lộng cha xong lộng cha chui bây giờ lại nâng hai đối với bạn tô sẵn nâng ọt bàn khơi rụp thì tái tớ bài chỉ khẩn vậy cái nà hay chạc khẩu vì nhiên chỉ đà tùa khơi rụp bình tái ọt khẩn mà mình mên nẹ khẩn bây giờ sắc xa bò ra mát tăng vì chạc khẩu vì nhiên sau ta vì nhiên khi nào vì nhiên chiều hà bình nhiên ca giờ bình nhiên ở phần đó chiều hà bình nhiên chặt khơi chặt lư chặt đằng khấn chặt đằng ruột chết upe kha từng ngọc ở che khăn ở che cào đại tề có phần tài bờ bờ chặt sầm núi su tha bờ chặt khơi những về ở che khăn tề hãy mấy bạn tôi à chặt ở khơi những khăn tôi bình mau đi về bờ chun ở che sài từ chẳng bàn vị thầy chết dân thảo riêng vị thầy chết muốn nâng đăng rương muối vị thầy chết thảo vơ buôn chung anh đang chồn tích hay điên pi bạch chay tư căn là chế ba còn lại nâng bờ sơn miên nè chế bò mặt ở chờ tích hay ở sàn dây đường nâng á sạch tệ nâng về màu automatically màu á về màu á thầm mà gạt hà nâng ưu tiên hoa thà à lớn á chạy khẩu về những cầu về miên pi để phải bắt thà vi ở che khăn ở che sờ lạnh mến bắt đây bị miếng pì muối sầm ráp từ tua rub mình là o che ạ của sao vi bà hay muối tiết sầm ráp từ tua rub là o che của sao vi bà bắt đây bị ở bàn phụ ru chiết đòi khuôn vi thà cua sọp cua sờ lạnh chắc bàn lục ưu tiên hòn vậy ưu tiên hòn thà tua chạy khẩu về nhiên đó đôi chỉ nẹt diêm phòm nó không có để chịu vén nó cứ mẹ có lố bớt à chua cái bài vén chua lắm này ngay à vài chân nãy chân nó đôi nẹt bạc thuyề hay đọc về chạy khẩu về nhiên đài từ tua ru nó đôi khẩn nãy về để khơi nhiều vô ai vàn nó máu thoải sự đạch vô cửa giá score cửa giá nè cửa giá sự đạch nè bọn ta chạy khẩu về nhiên nâng đã đôi chiếc tế hiên nâng ọt bàn ru, đăng ru chiếc nấy cửa nâng ấy bọn ta tuôn ở tì bọc quát còn ta bạc tử tuôn
បន្តមកឲ្យទៅហ៊ានដែលយាមតាមផ្លូវតតគ្នាមកកាលណាបើកឲ្យឃើញអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យយកមកឲ្យទៅហ៊ានទី2ចក្ខុវិញ្ញាណដូចទៅហ៊ានទី1អញ្ចឹងទៅហ៊ានទី2គឺសម្បរិច្ឆន្ទអញ្ចឹងបើក្នុងហ្នឹងបើក្នុងក្រយ៉ាហ្នឹងមានថ្នាំពុលឧទាហរណ៍មានថ្នាំពុលទៅហ៊ានទី1ហ្នឹងពុលទេពុលទេអត់ពុលទេអត់ពុលទេព្រោះមិនមែនជាអ្នកបរិភោគទេគ្រាន់តែជាអ្នកឃើញឃើញទេហ្នឹងហើយក៏បន្តមកឲ្យទៅហ៊ានទី2នេះជាអ្នកបន្តមកហើយទៅហ៊ានទី2ហ្នឹងក៏យកបន្តឲ្យអ្នកទី3ទី3សន្តិណាចិត្តហ្នឹងវាលុតតតតតតគ្នាអញ្ចឹងអរួចក៏បកលទៅឲ្យទៅហ៊ានទី4គឺវុទ្ធវណ្ណៈគឺអាមាត្រនៅចិត្តស្ដេចហ្នឹងជាអ្នកភ្លក់ជាអ្នកភ្លក់ថាតើបរិជាគួសោយអត់រសជាតិអីណាហ្នឹងហ่าប៉ុន្តែដោយសារថ្នាំពុលហ្នឹងស្មានថាឧទាហរណ៍ថាស្មានពុលវាស្រាលភ្លក់ទៅវាអត់ពុលប្រកាច់ទេព្រោះភ្លក់តន្ទិចហ្នឹងហ្នឹងហើយរួចទៅថាអត់អីទេក៏ឲ្យយកទៅស្ដេចហ្នឹងតាពីអជីវ័ន7ហ្នឹងកន្លែងលោភៈទោសៈមោហៈឬក៏កុសលកាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវាសោយឡើង7គណៈយ៉ាងតិចគ្រប់គ្រប់គ្រប់លេបអតតិលម្មណៈដូចជាលេបពីរគ្រឿទៅទាំងនឹងបើរៀនវិថីចិត្តនឹងយល់ល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលសោយច្រើនទេដែលពុលខ្លាំងមែនទេអ្នកដែលមានឱកាសសោយច្រើនទេដែលពុលខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងទៅហ៊ានខណៈបើឃើញអត់ពុលអាចខុសវិញ្ញាណខណៈឃើញនេះវាអត់ចេះខឹងអត់ចេះអីឯងអាក្រក់ឬក៏រូបជាតិឯងមិនដឹងហ៎ឃើញទេតែវាបញ្ជូនអសិស្រ័យទៅទៅដល់ចិត្តយើងអាមโนវិញ្ញាណហ្នឹងឯងណាដែលដូចជាស្ដាច់ដែលបានសោយពិតប្រាកដហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអាហារហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏អ្នកយើងគ្នាអត់ដឹងគ្មានអគ្មានសុបាយអីវាបើគេគ្របចិត្តក្នុងហ្នឹងគេយកមានបានសោយណាហ្នឹងឃើញឃើញយកទៅបើថាគេយកដើម្បីខ្លួនគេក៏លោអនេះយកឲ្យស្ដាច់ដែរហ្នឹងឲ្យអាល្អក៏អញមិនស៊ីអញ្ចឹងអ្នកសោយហ្នឹងគឺជីវ័នដូចជាស្ដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាល្អទៅជា automatically ហ្នឹងគឺវាសบายចិត្តឆ្ងាញ់អាហារឆ្ងាញ់គឺវាទៅជាសบายចិត្តសบายចិត្តនឹងឆ្ងាញ់ណាគេស្ដាច់នោះទេអ្នកទទួលនេះគ្នាបានសบายចិត្តនឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងទេយល់ទេយល់ខ្លះហ្នឹងហើយ